Chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Tuy Hoàng Vlog nè. Hôm nay thì lần đầu tiên mình được ghé thăm Vĩnh Long, về nhà của anh em cọc chèo của mình. Mình là cọc chèo thứ hai, còn đây là cọc chèo thứ út. Thì hôm nay anh em cùng nhau là bắt ốc cho anh em nè. Lần đầu tiên về Vĩnh Long bắt ốc. Còn đây là anh cọc chèo thứ tư nè anh em. Đó. Chào anh em. À, chào anh em. Ốc anh em ơi. À, còn đây là cọc chèo thứ út nha anh em. À, chào anh em cái rồi. À. Chào không lên tiếng không cố. Chào lên tiếng mà giơ hai tay vậy rồi. Tao biết luôn. Có chân chép luôn anh em ơi. À. Anh em thấy không? Đây là cái vườn hồ nhà của anh em cọc chèo thứ út đấy anh em. Ốc quen. Ốc quen là đặc sản. Mà không những cái hồ này là nuôi ốc mà ốc u đen này quan á. Mà còn có một số hồ khác là nuôi cá tê tượng nữa anh em. Ngày mai mò cá. Mai dẫn đi mò cá. Anh em thấy anh em cọc chèo mình vui tính không? Khi nào mà anh em về Vĩnh Long thì liên hệ với anh Út này nha. Quá trời anh em ơi. À. Quá trời. Bỏ hồi lửa anh. Hồi lửa ra. Hốt mẹ. Ở đây. Anh em thấy coi anh thứ tư này bắt ốc sao? Quá trời luôn. À. Quá trời luôn. Quá xa, quá xa quá xa luôn. Thấy chưa? Quá trời luôn, thả nó là tha hồ luôn. Thấy không? Còn mỗi cái quần không à. mò này mặc áo rồi bỏ áo luôn. À, luôn tiện mình cũng review xung quanh vườn của nhà này cho anh em xem nha. À, thấy không? Đây. Ngoài hồ cá ra còn có ổi này. À, nhà trồng rất là nhiều đồ. Đây. Cái ổi này thấy lạ nghe anh em. Nhỏ xíu à. Ơi. Đây, còn đây là hồ nuôi ếch này. Anh em thấy không? Gì à? Đó, quay lại với việc móc này anh em. À, mới mò chút xíu mà như đây à. Ốc này là ốc bu chỉnh cống nha anh em. Mình ăn lựa con bự anh em, con nhỏ anh thả lại làm giống anh em. Ăn giống luôn á. Ăn mất giống luôn á. Con bự ăn rồi con nhỏ thả lại. Anh em thấy anh em một kèo mình. Ủa anh em có lại gì không? Con ốc chuối á. Con ốc chuối. Chết queo rồi. Mò lắm. Bây giờ Út xuống nhà hồ nhà mình xuống mò đi coi. Thôi em không biết mò, có ở đây chỉ có mình anh Tư anh mò được à. Chết luôn. Ủa ba sai lầm. Bây giờ lại mấy bự quá. Anh em thấy không? Sao mình đụng nó giờ nó chìm nó cứ đi đâu kia vậy ta. Anh đụng lên là nó chìm hết nè, đụng mấy bụi cỏ là chìm hết nè. Nước nó động động cũng chìm mà sao mình mò toàn à. Mình lựa sao á. Quá mà mò cái gì đâu không. Nó mà lỡ ốc bự. Lỡ ốc bự thì mò ở dưới sâu coi sao. Công dạ. Cá lóc không á, ngồi cho dính cá lóc rồi. Ngồi dính cá lóc bắt luôn. Cá lóc vào hay mà. Hay toàn là vỏ chôm chép mới chết không chôm ăn. Để ăn chôm chép xong bỏ xuống lại cái gì ta. Anh em thấy không, một người mò còn người ngồi vậy thì người ngồi vậy thì nó được không? Thung sướng luôn, thung hướng. Ê, lần đầu tiên về tới Vĩnh Long, về tới từ Tây Ninh Bình Dương về Vĩnh Long mò ốc luôn anh em thấy không? Mò đâu đụng ốc mà đụng đụng gì đó. Cái dừa. Thấy không? Dừa nè. Đủ loại mà. Thấy không? Thấy cây dâu bên kia không? À. Cây có bà lớn nữa đó mà trái cả đó đó. À là đâu đâu rồi. Bẻ ăn bớt rồi đó. Bà ảnh đó. Quá
qua mé đi. Thấy cái dâu ớn rồi. Thấy dâu nè. Ống cũng bị chết nó già quá nó chết. Trái nhiều hơn cây mà. Má cái con cái gì nó nằm lửng lự cái chỗ này. Đây lần đầu tiên mà về Vĩnh Long thấy cá tượng. Nè nè nè. Ừ. Cá luôn. Ồ, cá to quá. Cá gì vậy? Cái tượng mà. Cũng chết rồi. Được à. Cá này coi sao nó bị gì vậy? Cho vô thau. Hồ này là nuôi đủ luôn nghe anh em. Nào là cá, nào là ốc. Mò ốc mà dính cá luôn ghê. Chìm thau luôn á. Đây hồ này nuôi lâu chưa thằng này? Mới mấy tháng rồi. Ờ mấy tháng có nhiều như đây là ngon rồi đó. Nhưng mà nước sao đang thui. Buồn quá vậy à. Không à. Thấy anh Tư của nhà mò ốc được không? Đó, ừ. Dân của nằm quá trời buồn xuống luôn. Dân chuyên nghiệp đó. Rồi, thấy cái cá qua hồ bên kia đi cho nó sống. Nó sống hả? Thả đi, để nó chết. Thả cái thau rồi, nó bắt cái gì. Rồi con cá nè. Ơi à. Rồi xong luôn rồi. Ngày nào mới nó phình lên là nó xình luôn. Chưa kịp thả nữa. Bắt lại đi. Mất tiêu rồi kìa bắt. Mất tiêu rồi. Anh làm cho thiên tài á. Thank you.